Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn Ngữ văn 6. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, cô mời các bạn cùng nhau lắng nghe câu chuyện Bó đũa. Kể bé nghe. Câu chuyện Bó đũa. Ngày xưa ở một làng nọ có một người rất giàu có. Ông ta sinh được những năm người con. Vì quá giàu có nên những người con của ông ta có một đời sống sung sướng, thừa thãi về vật chất. Nhưng chuyện đời thường vốn vô cùng, có một thì đòi hai, có voi thì đòi tiên. Sung sướng quá nên các con của ông sinh ra tham lam, ích kỷ, tranh giành lẫn nhau. Đến khi khôn lớn, cả năm người con vì nhờ tiền của cha mẹ nên đều trở nên giàu có. Tuy mỗi người có một cơ ngơi, nhưng vẫn giữ thói ganh ghét, tị nạnh, cãi cọ nhau về những của cải mà họ có. Nhìn cảnh các con không hòa thuận, người cha buồn lắm. Ông cố gắng khuyên bảo, nhưng dù ông có cố gắng thế nào, các con của ông cũng không bỏ được lòng bố kỵ đã ăn sâu vào máu thịt. Ông rất đau lòng nên ngã bệnh. Sau một thời gian ốm liệt giường, Ông biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông cho gọi các con đến bên giường và bảo gia nhân đem đến cho ông hai bó đũa. Các con của ông còn đang nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu người cha có ý định gì thì ông lấy một bó đũa đưa cho mỗi người một chiếc và bảo: "Các con, mỗi đứa lần lượt bẻ chiếc đũa này cho cha." Ông vừa dứt lời, trong chớp mắt năm người con bẻ năm chiếc đũa thật dễ dàng nhìn những chiếc đũa gãy đôi ông im lặng và các con ông cũng yên lặng đợi chờ một lát sau ông đưa nguyên bó đũa cho người con cả và dịu dàng nói các con đã rất dễ dàng thành công trong việc bẻ một chiếc đũa bây giờ các con lại thay phiên nhau bẻ nguyên cả bó đũa này cho cha xem người con trường cầm bó đũa ra sức bẻ anh vận dụng sức mạnh đến nỗi mặt mũi đỏ gay nhưng không thể nào làm cho bó đũa gãy được chờ đến lúc anh chịu thua người cha mới bảo con thứ hai tiếp tục cũng như người con lớn người con thứ hai cũng không bẻ được và chịu thua ông kiên nhẫn chờ đến khi người con thứ năm bỏ cuộc mới ôn tồn nói đó các con xem thế nào là sức mạnh của sự đoàn kết nếu các con cứ tiếp tục tị nạnh nhau chia rẽ nhau thì các con cũng lẻ loi yếu đuối không khác gì một chiếc đũa và các con sẽ bị kẻ thù bẻ gãy dễ dàng nhưng nếu các con biết thương yêu đoàn kết lại với nhau như một bó đũa thì không một sức mạnh nào bẻ gãy được các con năm người con hiểu ý của cha và bài học ông vừa dạy cảm động và hối hận vì ăn ở với nhau không phải rồi còn làm cha buồn các con của ông ôm lấy ông vừa khóc vừa hứa là từ nay về sau sẽ bỏ thói ích kỷ để yêu thương đoàn kết với nhau sau đó người cha mất đi năm người con vâng lời cha dạy họ rất đoàn kết và thương mến lẫn nhau Đời sống gia đình họ rất hòa thuận và không một ai có thể cạnh tranh được với sự giàu mạnh trong việc làm ăn buôn bán của gia đình họ. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Chào các bạn nhỏ, các bạn thấy câu chuyện hôm nay như thế nào? Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện bò đũa. Vậy thì qua câu chuyện bò đũa, tác giả dân gian muốn gửi gắm thông điệp gì? Ở đây, câu chuyện đã gợi ra sự chung tay đoàn kết trong mối quan hệ giữa con người với con người. Sống đoàn kết, chúng ta sẽ tạo dựng được mối quan hệ xã hội tốt, gắn bó giữa người với người hay anh em ruột thịt với nhau. Trong một số trường hợp, chúng ta không thể phủ nhận vai trò của việc hoạt động độc lập. Tuy nhiên, việc hợp tác nhóm, cụ thể là thảo luận nhóm là hoạt động vô cùng cần thiết, bởi vậy mà ai đó đã từng nói Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Trước những vấn đề đặt ra trong học tập và cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta thường có nhận thức và cách giải quyết riêng. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp ta cần sự góp sức của nhiều người để tìm ra được giải pháp tốt nhất. Tham gia thảo luận nhóm là cách chúng ta bày tỏ ý kiến, lắng nghe và chia sẻ góc nhìn với người xung quanh. Bài học ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các em cách tham gia tích cực khi thảo luận nhóm. Tiết 14, 15, thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp. Chúng ta cùng nhau đi sang phần 1 nhỏ. Tầm quan trọng của việc thảo luận nhóm. Vậy thì thảo luận nhóm có tầm quan trọng như thế nào? Thứ nhất là giúp chúng ta bày tỏ suy nghĩ, ý kiến của bản thân. Thứ hai là giúp chúng ta biết lắng nghe và chia sẻ góc nhìn với người xung quanh, để từ đó là tìm ra được câu trả lời phù hợp nhất. Giờ chúng ta đi sang phần 2 nhỏ là thực hành nói, nghe. Vậy thì theo các con, cần thực hiện những bước nào để hoạt động thảo luận nhóm có hiệu quả? Để trả lời cho câu hỏi này, và phần A nhỏ là các bước tiến hành ở đây sẽ gồm hai bước. Bước 1 là chuẩn bị, bước 2 là thảo luận. Đối với bước 1 là chuẩn bị, thứ nhất là chúng ta sẽ thành lập nhóm và phân công công việc. Ở đây, một nhóm nhỏ sẽ nên gồm khoảng 6 thành viên. Nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân công công việc, theo dõi tiến độ, chuẩn bị và dẫn dắt buổi thảo luận. Thư ký sẽ ghi chép ý kiến của các thành viên trong buổi thảo luận. Sau đó là chuẩn bị nội dung thảo luận sau khi chia nhóm mỗi thành viên cần chuẩn bị nội dung theo sự phân công và các bạn nên tìm tư liệu và nghiên cứu trước vấn đề từ một số nguồn đáng tin cậy và chuẩn bị ý kiến của mình thống nhất thời gian địa điểm và mục tiêu của buổi thảo luận để thống nhất được thời, thời gian mục tiêu địa điểm thì cả nhóm cần trả lời những câu hỏi sau mục đích của buổi thảo luận là gì hay thời gian thảo luận dự kiến là bao lâu? Nhóm sẽ dành bao nhiêu thời gian cho mỗi ý kiến trong khi thảo luận? Sau khi đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ chuyển sang bước số 2, đó là thảo luận. Thứ nhất là trình bày ý kiến. Ở bước này, nhóm trưởng cần dẫn dắt để các thành viên trình bày ý kiến, thư ký sẽ ghi chép tổng hợp các ý kiến. Phản hồi ý kiến là để làm rõ thêm các ý kiến cũng như sàng lọc các ý kiến chưa hợp lý, ta cần phải dành thời gian để phản hồi bằng cách nêu câu hỏi, đưa ra lý lẽ, dẫn chứng để phản đối những ý kiến chưa hợp lý. Để phản hồi được ý kiến của các bạn trong nhóm thì trước hết là mình nên lắng nghe và ghi chép cẩn thận ý kiến của bạn. Những điều mình muốn trao đổi với bạn và những điều bạn muốn trao đổi với mình. Thống nhất giải pháp. Trong bước này, thư ký sẽ tóm tắt ngắn gọn những ý kiến đã được trình bày trong buổi thảo luận, các thành viên trong nhóm quyết định giải pháp nào là tối ưu. Ta đi sang phần B nhỏ là thực hành. Ở đây chúng ta sẽ thảo luận nhóm gồm có 5 chủ đề. Thứ nhất là cần làm gì để hình thành thói quen đọc sách. Thứ hai là trình bày một số giải pháp để giúp nhau tiến bộ trong học tập. Thứ ba là nêu những phương pháp hiệu quả để hoàn thiện việc học bài, làm bài trước khi đến lớp. Thứ tư học môn ngữ văn thế nào cho hiệu quả và thứ năm đó là bạn có thể làm gì góp phần xây dựng nếp sống văn minh lịch sự trong trường học. Ở phần thực hành này thì cô sẽ yêu cầu các bạn là làm ở nhà và làm vào vở bài tập. Ở đây chúng ta sẽ chọn một chủ đề đó là thảo luận học môn ngữ văn thế nào cho hiệu quả yêu cầu của việc thảo luận đó là gì? Thứ nhất là các bạn thành lập nhóm theo hình thức online từ 6 đến 8 học sinh hoặc là theo tổ. Phân công nhiệm vụ trong nhóm, ai làm nhóm trưởng, thư ký, người báo cáo, các thành viên. Các bạn trình bày dưới dạng nói hoặc viết bằng một văn bản hoàn chỉnh. Và nhóm trưởng có sẽ có biên bản đề xuất cho việc cho điểm, cộng điểm, trừ điểm các thành viên ở trong nhóm. Thời hạn thảo luận thành bài nghiên cứu là trong vòng một tuần. Các bạn nộp bài với hình thức online thông qua các kênh trực tuyến như lớp học, Zalo hoặc là email của các thầy cô. Cô cảm ơn các bạn em và chúc các bạn học tập thật tốt.